gồm. Về Long An quê em rung lúc nghe. Ra 4.000 cách sẽ tới cái lầu này. Còn một cái cống nữa. Thật sự là cái cống. Một hộp chảo này cắt. Chứ mấy cà đó trà đi qua không nói là kéo. Qua nào mới coi kéo. Xa xa mấy cái Isachi 3910 Isaki trước mặt các bạn là một cái lỗ nha. Rồi đằng đây nó còn có lỗ to hơn ngay trong cái mình đứng nè. Tôi chạy theo cái máy cày luôn nha. Nãy mình chạy mới quay mình chạy đường giờ cầm cái gimbal chạy theo luôn. Tại qua đằng kia nó còn một cái dốc quay cống.
thôi bánh rào nó giúp sự đất lùm cũng thấy mong đâu. Trời có đèn dữ rồi. Sao ra có đèn dữ rồi. Có đèn dữ rồi. Trời ơi. Trời ơi, ngang giữa cổng chết máy. Mấy cài kia ra. Nè, mấy cài đi vô. Coi lên dốc. Đi xíu à, cho mấy cài siêu ra đó đó. Quay dưới đó cho bạn xem luôn. Đó, nó qua cổng đó. Đây quả bảo. Tiếp gọi lên dốc. Chạy xe chở rồi.
Sura.